Dạ em Ngọc Tâm rất cần dục gia đại xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm nha. Thì hiện tại là Tâm đang có mặt tại cái vị trí cái lô đất mà hôm nay Tâm muốn giới thiệu với anh chị luôn. Thì hôm nay Tâm đứng tại vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ sổ riêng, đường xe hơi nha và hai mặt tiền. Và Tâm được chủ gửi bán với cái giá là 1 tỷ mốt nha. Đó. Thì trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này á, Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình á, dân cư như thế nào, rồi đường xá như thế nào nha. Thì hiện tại ở khu vực này á, thì gồm có 5 lô ha, hai lô ở phía trên đó, hai lô phía trên là lô 1, lô 2, rồi còn ở phía dưới đây á, là năm là ba lô nha quý anh chị đó. Thì hiện trạng khu vực này là 5 lô và đã được bán hết rồi và có khách đầu tư về mua xong rồi xây nhà ở đây luôn nha. Đó, mua nhà, mua cái lô ở giữa rồi đang xây dựng luôn. Thì ở khu vực này quý anh chị á, là xây dựng tự do, nếu mà đất thổ mình nó là xây dựng tự do luôn nha, cho nên là không có vấn đề gì. Và cái này Tâm nói thêm luôn, thì khu vực Cần Giuộc đã xóa sạch những cái khảo sát quy hoạch, cho nên là có thể là trong tương lai là cái khu vực đất Cần Giuộc này rất là tiềm năng và rất là phát triển luôn ha. Đó, thì thường là cái khu vực Cần Giuộc là có một cái khảo sát quy hoạch của công ty Mill Group ha, nhưng mà hôm nay đã xóa bỏ luôn rồi, cho nên là rất là ok, cho nên là quý chị cứ an tâm mà về đây mình đầu tư thoải mái ha. Rồi, thì cái lô đất mình thì nó nằm vị trí này, thì Tâm đang đứng ở cái phần phía sau của nó nè. Đó, phần phía sau của cái lô đất này. Ở đây thì cọc kiết hẳn hồi hết rồi. Thì ở khu vực này thì do là cất nhà, cho nên là người ta nhờ chỗ cái này để những cái đồ đạc vật dụng ha. Khi mà xây nhà xong rồi người ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho quý anh chị mình luôn. Và cái vị trí lô đất của mình là nằm ở đây ha. Ngang 5:20 và tổng diện tích là 100 m². Và chủ gửi giá với bán với giá là 1 tỷ mốt nha quý anh chị. Thì cái đoạn đường vào cái phần đất của mình là đoạn đường bê tông 3 m nha, cho nên là xe hơi 4 chỗ 7 chỗ chạy vào rất là thoải mái luôn. Và khu dân cư này cũng rất là nhiều, cho nên là quý anh chị cứ an tâm về đây mình xem đất rồi mình mua mình đầu tư hoặc là mình mua mình xây nhà ở cũng rất là ok ha. Rồi Tâm sẽ đi ra cái đoạn đường này cho quý anh chị mình xem nè. Đây là cái đoạn đường vào đất mình nha. Đó, thì cái phía trước mặt của quý anh chị á, là cái đoạn đường ấp Văn Hóa Lộc Trung nha. Thì từ cái đoạn đường ấp Văn Hóa Lộc Trung này vào cái vị trí đất mình á, thì vào độ tầm khoảng 20 mét thôi. Và từ cái vị trí đất này mình ra đường Lộc Trung rồi mình rẽ trái á, thì mình ra đường tỉnh lộ 85A, thì vào độ tầm khoảng chừng 400 mét thôi nha quý anh chị. Đó, còn mình rẽ bên tay phải á, thì mình đi về cái đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu á, thì vào độ tầm khoảng 1,5 km thôi. Đó, thì để sau clip này Tâm sẽ chạy ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị xem là khu vực đất mình nó gần đường lớn như thế nào nha. Thì hiện trạng khu vực này, ở đây thì dân cư rất là nhiều quý anh chị. Và cái lô mình đó là lô nằm cặp sát cái mí hàng rào bên mưa này luôn. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem nha. Thì tổng diện tích thửa đất này là 100 m², đất thổ sổ riêng ha. Và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và với diện tích thực tế là ngang 5 và dài là 20. Thì ngang 5 là tính từ vị trí cọc này nè quý anh chị. Đó, qua tới cái vị trí cọc này là 5 m và chạy dài xuống tới cái mí đường dưới luôn là 20, và đất mình là đất đủ nha, không có thiếu nha. Đó, thì Tâm đã đo trước khi Tâm quay là Tâm đã đo rồi và đất của mình là đất đủ 20 m luôn. Và ở trên đây có một mặt tiền 3 m và dưới kia có một mặt tiền 3 m ha. Đó. Thì với diện tích như thế này thì quý anh chị về mình có thể mình mua về mình đầu tư lại hoặc là mình xây nhà ở thì cũng rất là tuyệt vời nha quý anh chị, vì khu vực này rất là gần đường lớn luôn. Thì cái khu vực ngoài đường tỉnh lộ 85A thì có rất là nhiều tiện ích ngoài kia như là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi điện máy xanh, bách hóa xanh, vân vân, chợ rất là nhiều ha. Còn từ cái vị trí thửa đất này mà về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng chừng 20 phút về các quận huyện, quận 5, quận 6, quận 7, quận Tân Bình nha. Đó. Và cái thửa đất này, hướng đất của hướng cái hướng của thửa đất này là hướng chánh bắc, và Tâm được chủ gửi bán với cái giá là 1 tỷ mốt nha. Với giá 1 tỷ mốt này là còn bớt lọc cho quý anh chị mình luôn ha. Và khi sau khi mà có một cái giá nhất định rồi á, thì chủ sẽ lo toàn bộ hồ sơ chi phí giấy tờ khi quý anh chị mình ra công chứng, không tốn một phí nào nữa hết ha. Đó. Thì do là chủ ở Sài Gòn không có về thăm đất cho nên là cỏ mọc lên hơi nhiều, nhưng mà khi quý anh chị về mình xem đất và nếu đã ok rồi á, thì Tâm sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình cắt cỏ sạch đẹp luôn ha, giao lại đúng hiện trạng cho quý anh chị mình luôn, cắm cọc dưới kia luôn. Đó. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích, về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Thì tổng diện tích thửa đất này là 100 m² đất thổ sổ riêng, và địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Và hướng đất của mình là hướng chính bắc, và với diện tích thực tế là ngang 5m tính từ vị trí cột này qua tới vị trí hàng rào, rồi chạy dài xuống kia ngang 5 và 20 ha, đủ đất luôn nha. Và ở trên đây có một mặt tiền 3m và dưới kia cũng có một mặt tiền 3m luôn. Thì cái dải đất này á, mình nằm trên cái dải đất phía sau, qua phía sau gồm có 3 lô, ở trên đây thì 2 lô và lô ngoài đây đã bán rồi, thì chỉ còn một lại một lô này thôi, và 3 lô kia cũng bán rồi và đang khách ta đã về ta mua xong ta cất nhà xây nhà dưới ha. Và khu vực cần duộc này thì bây giờ là đã cho xây cất tự do rồi quý anh chị, mình là đất thổ mình xây dựng tự do cho nên là quý anh chị có an tâm về phần đó nha. Chỉ với 1.1 tỷ thôi thì chúng ta sẽ sở hữu được một cái lô đất là 100m2 đó, cách cái đoạn đường ấp Văn Hóa Lộc Trung này tầm khoảng chừng 20m thôi, rất là gần ha. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình ra cùng với Tâm ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A nha, để cho xem cái diện tích cái khu vực đất mình nó gần đường lớn như thế nào ha. Rồi bây giờ thì Tâm sẽ chạy từ cái vị trí đất ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A nha. Thì hiện trạng là Tâm đang chạy trên cái đoạn đường nhựa ấp Văn Hóa Lộc Trung nha. Thì với cái tuyến đường nhựa ấp Văn Hóa Lộc Trung này á, thì nó thông giữa cái đoạn đường tỉnh lộ 85A và đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu ha. Thì từ cái vị trí thửa đất mà ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A với chị thì vào độ tầm khoảng chừng 400m thôi, rất là gần luôn. Và đất mình thì nó nằm luôn hai cái đường nhựa Lộc Trung này, nói chung là rất là hợp lý ha, cái giá cũng rất là hợp lý luôn, chỉ có với 1.1 tỷ thôi. Mình mua mình về mình xây nhà ở, tại vì đất mình nó không có dính lộ giới nha. Thì cái mặt tiền Lộc Trung này á, là nhựa 6m và lộ giới là 9m nha quý anh chị. Và cái phần đất của mình đó là nó cách cái đường nhựa này thì 20m cho nên là lộ giới không có dính vào ha. Cho nên là khi mà xây nhà là mình xây hết đất luôn, rất là ok. Đó, ra tới cái bảng ấp Văn Hóa Lộc Trung rồi, mình chạy tầm khoảng chừng 50m nữa thôi là mình ra tới đoạn đường tỉnh lộ 85A nha. Đường tỉnh lộ 85A rồi, để Tâm dừng xe lại rồi Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái đoạn đường này cho quý anh chị mình xem. Đây quý anh chị, hiện tại thì Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường tỉnh lộ 85A nha. Thì với tuyến đường tỉnh lộ 85A này nối thông giữa cái đoạn đường tuyến tránh quốc lộ 50 và đoạn đường tỉnh lộ 826 nha quý anh chị. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng lên cái đoạn đường ngã tư Sài Đôi tỉnh lộ 826 ha, thì vào độ tầm khoảng 3 đến 3,5 km. Và khi mình lên ngã tư Sài Đôi rồi mình rẽ trái thì mình về chợ Kiến, chợ Đào, về trung tâm hành chánh của huyện Đức nha. Còn mình rẽ phải thì mình đi theo tuyến đường Đinh Đức Thiện, mình về chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A. Còn mình thẳng luôn thì mình đi lên chợ Gò Đen, Bến Lức nha. Còn cái phía ngược lại này quý chị, cái phía ngược lại thì theo cái tuyến đường tỉnh lộ 85A này mình thẳng ra đây tầm khoảng chừng 2 km thôi thì mình ra tới ngã tư Gia Bảo ha. Và cũng là giao nhau giữa cái tuyến đường tuyến tránh quốc lộ 50 luôn. Đó thì mình rẽ trái thì mình về khu công nghiệp Phu Lưu, cầu Ông Thình, ngã tư Nguyễn Linh và bến xe quận 8 nha. Còn mình rẽ phải thì mình về lại trung tâm hành chánh huyện Đức luôn, thì vào độ tầm khoảng 6 đến 7 cây. Còn ra ngã tư Gia Bảo rồi mình thẳng luôn thì mình ra trung tâm hành chánh huyện Duột luôn ha. Phía bên đây này quý anh chị, tầm khoảng 50m ngó xéo xéo bên đây là có một cái trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu nha, một cái trường rất là lớn luôn. Đó, và xung quanh đây thì rất là nhiều tiện ích để quý anh chị về mình tham khảo nha. Đó, còn từ đây mình chạy là đây tầm khoảng 100m nữa là mình ra trung tâm hành chánh của xã Mỹ Lộc ha. Đó, còn cái đoạn đường này là đoạn đường ấp Văn Hóa Lộc Trung nè quý anh chị. Thì từ cái vị trí này mà vào cái thửa đất thì vào độ tầm khoảng chừng 400m thôi. Rồi, giờ bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích đó, nhớ like và đăng ký kênh. Chúc Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất 100m2 với giá 1.1 tỷ này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại Tâm là 0937 629 679, hoặc xem dưới phần mô tả với Đồng Tâm luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những sản phẩm mới với giá trị bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư nha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.